Sau đây thầy và các em chúng ta tiếp tục về thể loại tranh đề tài. Hôm nay bài học thầy giới thiệu cho các em đó là bài Cuộc sống quanh em về tranh đề tài. Chúng ta có rất là nhiều đề tài gia đình, đề tài trường học, đề tài xã hội. Rồi đề tài gia đình thì chúng ta có những cái cảnh như đi chợ nấu cơm, sum họp thăm hỏi. Còn đề tài trường học thì chúng ta có những cái chủ đề như học nhóm, đi học, học trong lớp, thể dục giữa giờ, vân vân. Rồi còn đề tài cái mảng đề tài xã hội thì chúng ta có thể vẽ về trồng cây nè, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp. Đó là một số những hình ảnh mà chúng ta có thể tham khảo. Lễ hội, thể thao, y tế, giao thông, vấn đề, rất là nhiều vấn đề mà chúng ta có thể là khai thác để chúng ta vẽ tranh. Vui chơi, họp chợ. Thì như vậy thì cuộc sống xung quanh chúng ta có rất nhiều hoạt động ha. Học tập, vui chơi, giải trí, lễ hội, du lịch. Những hoạt động đó là nguồn cảm xúc vô tận và tác động vào chúng ta để từ đó mỗi người chúng ta thêm yêu cuộc sống, yêu lao động, yêu thiên nhiên, đất nước và con người. Một số tranh của các khoa thì để làm thì chúng ta đầu tiên là chúng ta phải chọn nội dung đề tài, rồi sau đó chúng ta dựng khung hình, chúng ta sẽ tìm cái bố cục và sắp xếp những hình mảng vào trong cái khung hình đó, chúng ta vẽ hình vào mảng và chúng ta tìm và vẽ màu với cái nội dung. Thì hôm nay là thầy cho các em là cái đề bài là hãy vẽ một bức tranh về tại cuộc sống của anh em theo ý thích. Chúng ta có thể làm trên khổ giấy A4 cho thầy. Thì những cái tiêu chí để vẽ là rõ nội dung nè, bố cục cân đối nè, hình vẽ có hình ảnh chính phụ và màu sắc thì phải có gam màu chủ đạo. Một số tranh để các em có thể tham khảo. Thì chúng ta sẽ vận dụng tìm tòi mở rộng để chúng ta vẽ tranh cho thật tốt. Thì các em sẽ sưu tầm thêm tranh vẽ của họa sĩ và các học sinh in trên sách báo về hoạt động thường ngày để làm tài liệu tham khảo. Chúng ta viết cảm nhận về một bức tranh, chúng ta tập phân tích hình ảnh cụ thể mà em có thể thích về cái nội dung cuộc sống diễn ra xung quanh chúng ta. Về nhà thì các em chuẩn bị bài học sau thực hành vẽ màu, bài vẽ hình, màu vẽ, bút chì. Ở cái phần tiết 2 chúng ta hoàn thiện hình vẽ và tô màu, vẽ thêm một bài phác thảo đen trắng về đề tài cuộc sống của anh em.